Hello, xin chào cả nhà thân mến. Hôm nay mọi người có khỏe hay không? Đó, mình sẽ cập nhật cho quý vị một số những cái tin tức quan trọng trong ngày hôm nay về câu chuyện của bà Hằng, rồi Sư Minh Tuệ và những nhân vật liên quan, thưa quý vị. Hôm nay có khá nhiều những câu hỏi mà người ta đặt ra và những cái người mà họ thường hay vào để họ công kích bà Nguyễn Phương Hằng đó, thì họ có những cái câu hỏi. Và những câu hỏi này thì nó thật sự mà nói rằng là nó cũng hơi khôi hài chút xíu. Nó nói rằng là về cái người phụ nữ mà bà Hằng nói rằng đó là cái người do Việt Tân sai đến đó. Thì họ nói rằng là cái này là do là bà Hằng như là tự nghĩ ra. Đó, tự đưa người của mình vào xong rồi là làm cái câu chuyện này để mà coi như là trù dập, là làm ảnh hưởng đến Sư Minh Tuệ. Thì nếu như bây giờ chúng ta nhìn vào một góc độ khác, một cái góc độ của một cái người mà mình thấy là đứng ở ngoài cuộc thôi, mình phân tích giữa hai cái luồng ý kiến trái chiều nhau đó, thật sự mà nói đó là nếu mà chúng ta phân tích câu chuyện đó, thì chúng ta nên phân tích theo một góc nhìn rất là khách quan, chứ mình đừng có ganh ghét ai rồi mình lại là đổ lỗi cho người khác, hoặc là đặt ra những cái câu chuyện hoặc là những thuyết âm mưu gì đó mà nó có vẻ như rằng nó không có thích hợp đó, thì nó sẽ bị sai sót trong câu chuyện đó. Mình phân tích câu chuyện đó, thưa quý vị, là mình phải phải để cái tâm vào và mình phải theo dõi cái sự kiện này đó từ nhiều phía. Thường thường mà quốc võ muốn làm cái gì đó quý vị, thì quốc võ cũng phải là xem xét kỹ, mình coi thông tin từ bên phía của bà Hằng, mình coi thông tin về bên phía của Sư Minh Tuệ, rồi mình coi thông tin về những phía của những người mà họ trung lập để họ phân tích câu chuyện này như thế nào, rồi mình có một góc nhìn nó chín chắn hơn. Đặc biệt là thưa quý vị, chúng ta phải dựa vào những cái ý kiến ở trên báo chí chính thống. Đó, hiện tại bây giờ đó, bên phía của cơ quan chức năng họ đang điều tra làm rõ về cái vấn đề này. Bởi vì thật sự mà nói rằng là bà Hằng là một người có tiền tài, có danh vọng, có địa vị trong xã hội. Và một người, đặc biệt là một người mới vừa được trả tự do. Thì bà Hằng không có cái cớ gì hoặc là không có ngu dại gì mà để đưa ra những cái luận điệu tầm bậy tầm bạ để mà như là công an họ vào cuộc, họ coi như là điều tra, họ xử lý bản thân mình. Bà Hằng cũng không có ngu dại gì, tự nhiên cái đưa ra một cái nhân vật nào đó nói rằng là đây là người Việt Tân, rồi lại là coi như là công kích về Sư Minh Tuệ để làm gì cả. Quý vị thấy nghĩ có đúng không ạ? Tức là không có tự nhiên cái là vô duyên vô cớ, tự nhiên cái lôi tên Sư Minh Tuệ ra rồi đưa một cái người nào đó vô giả đò nói rằng Việt Tân, rồi cho rằng là Sư Minh Tuệ có liên quan đến những thành phần phản động để làm cái gì? Nếu mà bà Hằng như vậy thì có lợi ích gì cho bà hay không, đúng không ạ? Tức là mình vừa được trả tự do ra thì mình phải như thế nào đó để cho nó đẹp trong mắt tất cả mọi người đó, xóa tan đi những cái gì mà những quá khứ nó hơi đau buồn đó, thì mình xóa tan đi chứ tại sao bà Hằng lại có những cái việc làm nó như vậy. Cho nên chúng ta phải đặt một cái câu hỏi rằng là bà Hằng làm như vậy để làm gì. Cái này là một cái câu hỏi rất là quan trọng. Như vậy nếu các bạn là bà Hằng, các bạn có làm như thế hay không? Tất cả chúng ta đều trả lời một câu hỏi rằng là không, phải không ạ? Không. Nếu như đây có quả đây nè, nếu có quả là bà Hằng vừa mới được trả tự do ra, bây giờ mình sẽ làm sao cho người ta yêu thương mình, làm sao để cho người ta kính trọng, kính nể mình và người ta quay lại, người ta ủng hộ mình hầu như là 100%. Chứ không có ai ngu dại gì tự nhiên cái đưa ra những cái luận điệu tầm bậy tầm bạ để cho thiên hạ vô họ chửi mình, họ công kích mình rồi họ lại quay lưng với mình cả, đúng không ạ? Đó, cho nên cái vấn đề về là những cái thuyết âm mưu mà cho rằng bà Hằng á mà coi như là đưa ra một cái đàn bà nào đó tầm bậy tầm bạ, đâu là cái người quen cũng biết của mình, bà mua chuộc cái bà này để cho cái có những thước phim, rồi bà này bả coi như là cho rằng là bả là cũng như là người của Việt Tân đó, để đứng lên để chống phá đất nước này nọ, rồi kêu gọi xuống biểu tình vân vân, để coi như là công an họ vào họ điều 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 tra, rồi cuối cùng họ bắt cái bà này, rồi khai ra là cái này bà Hằng mà chủ mưu,
Hoặc là sau đó là bà Hằng bà là khai là à, bà rảnh quá không chuyện làm cái bà muốn làm gì chơi cho vui vậy đó, là cuối cùng lại là dính vô pháp luật nữa rồi lại là bị ở tù nữa sao. Cho nên nếu như mình là bà Hằng thì mình có làm hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Như vậy các bạn nghĩ bà Hằng ngu sao? Ngu sao mà coi như là lại làm tiếp, đúng không ạ? Cho nên cái thuyết âm mưu mà cho rằng là bà Hằng là đưa người của mình tới để mà giả đò làm như vậy đó, để hại Sư Minh Tuệ đó, thì cái này là Quốc Võ nghĩ rằng là không có rồi đó. Rồi, cái câu hỏi mà đặt ra là như vậy thì tại sao lại bà Hằng lại có những cái cử chỉ thân mật? Khi mà bà Hằng nói mấy câu thì cái bà này bà gục xuống bàn bà khóc, rồi bà Hằng phải là lấy cái khăn giấy để mà chậm nước mắt rồi ôm ấp bà này. Như vậy thì nếu mà bà này là nói giới thiệu mình là Việt Tân, như vậy thì bà Hằng là người của Việt Tân hay sao mà lại là thân mật với bà này rồi ôm ấp bà này? Thì quý vị, thường thường thì sao quý vị, mình có những cái lý do như sau nè. Trước đó thì bà Hằng bà không có giới thiệu mình là Việt Tân, bà có thể là một người quen trước gì đó mà ngày xưa có gặp gỡ. Tại vì có những cái bức ảnh chụp bà cho rằng là bà Hằng với là ông Dũng đó đứng chung với lại là thầy Thích Nhật Từ với lại một cái bà này, cái bà mà đeo mắt kiếng mà coi như là đợi tóc ngắn đó quý vị. Thì có thể là trong cái thời gian trước đây là khi mà đến chùa của thầy Nhật Từ để làm gì đó đó, thì vô tình lại gặp cái bà này, rồi lại chụp một hình chung. Rồi cái bà này bà thấy là hai vợ chồng này là những người giàu có, cho nên bà tới bà muốn chụp chung một tấm hình. Thì bà Hằng đâu có đẩy ra được quý vị. Đó, bà Hằng bắt đầu có ôm cái bà này trong cái tấm hình đó đâu, mà cái bà này là ôm cái tay của bà Hằng trong cái tấm hình chụp mà bốn người, trong đó có bà Hằng và ông Dũng và thầy Nhật Từ và cái người đàn bà này, thưa quý vị. Thì thời điểm đó họ có quen biết hay là họ có thân thiết hay là họ là một người xa lạ chụp tấm hình chung, chúng ta không hề biết được. Cho nên nhìn qua một tấm hình chúng ta không thể đánh giá được là cái hình đó nó như thế nào, phải không ạ? Vì vậy cho nên là khi mà bà này bà gặp gỡ lần đầu tiên, bà kể lại những cái quá khứ đau buồn gì đó thì bà khóc, thì bà Hằng là một người coi như là gì cũng dễ là có lòng thương người mà. Rồi bà coi như là chậm nước mắt hay là ôm ấp. Chứ bây giờ các bạn thấy một người phụ nữ mà khóc như vậy, đau buồn như vậy, các bạn làm lơ sao? Nếu như là mình là một người có trái tim nhân ái, bà Hằng là một người hay giúp đỡ người ta, hay giúp đỡ người khó khăn, không bao giờ quay lưng với người nghèo. Người ta có trái tim nhân ái thì người ta thấy một cái người phụ nữ mà khóc thì người ta lấy khăn giấy, người ta chậm nước mắt, người ta vỗ về là cái chuyện rất là bình thường. Ai cũng làm vậy cả, không thể riêng bà Hằng. Cho nên không thể nói rằng là cái người đàn bà này thân thiết với bà Hằng như thế nào mà bà này bà tự xưng là Việt Tân mà bà Hằng còn là thân mật như vậy. Chứ là thực tế ra bà Hằng là thân với Việt Tân sao? Không phải như vậy quý vị. Có thể trước đó là bà này bà chưa giới thiệu bà là bên phía của Việt Tân, bà chưa giới thiệu nha. Rồi sau đó cái mặt bà Hằng là bắt đầu cái là thay đổi sắc diện, không còn thân thiện như trước nữa. Khi bà Hằng nói, bà Hằng cái bà này nè quý vị, cái clip mà Quốc Võ bỏ lên trên kênh của mình á, là cái clip bà này bà che mặt lại để cho bà nói nhỏ và những YouTuber đang có mặt tại đó không quay được cái khẩu hình của bà đang nói chuyện. Và đặc biệt bà nói rất là nhỏ, vừa đủ cho bà Hằng nghe thôi, cho nên là không có nghe được cái lời nói của bà. Bởi vì ngay thời điểm đó đám đông nó rất là ồn, không nghe được. Nhưng mà chúng ta nghe được cái lời của bà Hằng nói. Bà Hằng nói rằng không, 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 tôi không bao giờ tham gia vào cái đó. Không có gì bằng đất nước của mình, quê hương của mình. Quê hương của mình, đất nước của mình là số 1. Chúng ta phải có nhiệm vụ là bảo vệ tổ quốc, quê hương của mình. Không có bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cho nên là cuối cùng là những cái người gần đó họ mới mời bà này ra khỏi đó. Tức là không cho bà này nói chuyện nữa quý vị. Nhưng mà tại sao có một cái câu hỏi đó, rằng là tại sao là lại là bà Hằng không có kêu công an bắt giữ bà này lại và kêu công an bắt bà khi bà giới thiệu bà là Việt Tân, và bà đòi là yêu cầu bà Hằng là phải là kêu gọi fan của bà Hằng cộng với fan của Sư Minh Tuệ để mà xuống đường yêu cầu là thả tự do cho Sư Minh Tuệ và xuống đường biểu tình nhằm lật đổ chính quyền. Tại sao bà Hằng lại không kêu công an bắt ngay thời điểm đó mà đến hôm nay ngày 20 tháng 10 bà mới đứng lên bà livestream rồi bà nói như vậy? Thưa quý vị, bà Hằng đã từng kể cho chúng ta nghe rằng là những ngày ở trong trại giam, đặc biệt là trong trại giam An Phước và những cái tù nhân mà mang cái tội là 331 đó,
hầu như là trên 80% là những tù nhân chính trị bị dụ dỗ, bị lôi kéo, bị mua chuộc để mà đứng lên nhằm là muốn là lật đổ chính quyền, thưa quý vị. Họ rải truyền đơn, họ có những cái lời nói chống phá nhà nước vân vân, thì họ bị vào cái tội 331. Phải không ạ? Đa số những cái người mà bị nhốt trong trại giam đó mà mang tội 331 đó là những cái người bị lôi kéo dụ dỗ đó. Họ nói những lời đường mật, những tổ chức mà phản động đó quý vị, họ nói những lời đường mật, họ nấy này nọ rất là nhiều cái vấn đề đó. Vì vậy cho nên là sao quý vị? Bởi vậy cho nên là họ tưởng rằng bà Hằng cũng ra giống như họ quý vị. Bà Hằng mới nói là bà rất là thương những người này. Bởi vì sao? Họ đang sống tại Việt Nam mà họ bị những cái lời dụ dỗ, lôi kéo và mua chuộc đó. Cho nên là họ, bà Hằng rất là thương họ. Mà quý vị sao không? Rất tội nghiệp cho những người này. Cuối cùng là sao quý vị? Cuối cùng là bị cơ quan chức năng họ bắt giữ, rồi họ bắt đầu bỏ tù, trong khi là để lại cha mẹ già yếu, không ai nuôi, rồi vợ con, rồi họ hàng, rồi này nọ, tất cả những thứ, tức là tương lai của mình mờ mịt luôn khi mà bị dính vào cái tù 331 và chống phá đất nước quý vị. Mình rất là không bao giờ ủng hộ những cái người đang sống tại Việt Nam mà là chống phá đất nước của mình. Nha quý vị nha. Cái tội đó là cái tội gọi là tội phản quốc. Mình không nói đến những kiều bào của nước ngoài nha. Có quả đi sống tại nước ngoài. Những kiều bào tại nước ngoài đó, họ có những lằn ranh của giới hạn. Ngày xưa đó là miền Nam, miền Bắc chia cắt với nhau. Và những cái người sống ở miền Nam đó, họ phải chiến đấu để giành lại cái lãnh thổ đó. Và miền Bắc cũng vậy, thưa quý vị. Họ chống lại với nhau, hai bên cho chống lại với nhau để mà giành lấy cái lãnh thổ. Cái thời đó là cái thời ngày xưa lâu lắm rồi. Cũng là máu đỏ da vàng, nhưng mà lại đấu đá với nhau, rồi tranh giành với nhau. Đó. Mà cái thời đó là cái thời của ông cha của mình ngày xưa. Mình là sinh sao để muộn, mình chả biết gì kiểu vấn đề đó hết á. Cho nên là ngày xưa mà nếu mà tôi không bắn anh thì anh bắn tôi thôi, cái chuyện đó rất là bình thường. Cho nên là những người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó, chúng ta cũng phải biết trân trọng họ. Trân trọng họ ở một chỗ là họ đã đổ máu xương ra, họ đổ máu xương để giành lấy cái độc lập, cái tự do. Nhưng mà cuối cùng là cái thời cuộc nó là như vậy thôi quý vị. Bây giờ mình không có là một cái người tuổi trẻ, bây giờ mình không có nên đào bới lại những quá khứ đó. Đó là những đau quá khứ rất là đau buồn. Nhưng mà mình phải có trách nhiệm, phải tôn trọng cả hai phía. Bởi vậy cho nên là mình tôn trọng người ta thì người ta mới tôn trọng lại mình, thưa quý vị. Mình không có nói đến những kiều bào của nước ngoài. Đặc biệt là cha của Quốc Võ đây chính là người lính Việt Nam Cộng Hòa, đã đổ bao nhiêu máu xương để giành lấy tự do cho dân tộc. Nhưng mà ông không có, ông khó không có để một sự thù hằn. Bởi vì nó đã qua lâu lắm rồi quý vị. Bây giờ chúng ta nhìn về quê hương, chúng ta thấy rõ ràng rằng là chúng ta cần phải làm cho đất nước người dân Việt Nam càng ngày càng ấm no và mạnh mẽ lên. Đó, mạnh mẽ lên. Để sánh vai với lại những cường quốc Nam Châu khác. Chứ không phải chúng ta nhìn ra những cái thiếu sót của đất nước, những cái điều còn sai sót, những cái tên quan tham, đó, cái như là của ở trong nước. Thì chúng ta nêu ra, chúng ta đưa ra để chúng ta nêu ra những khuyết điểm đó. Và cũng mong rằng là họ phải sửa sai, sửa những khuyết điểm đó. Tức là mình nêu ra khuyết điểm của họ để mình xây dựng, mình góp ý mình xây dựng. Đó, thì nó là như vậy quý vị. Tức là bây giờ, hiện tại bây giờ trong cái thời bình rồi. Quốc Võ không có làm về chính trị, cho nên chúng không có mong muốn là đấu đá mà cái như là lẫn nhau nữa. Mình muốn là tất cả mọi người đều đoàn kết với nhau. Bởi vậy đó, thưa quý vị, mình những người nào mà đang sống tại trong Việt Nam nha, đang sống trong nước Việt Nam đó, mà cấu kết những thành phần khác mà gọi là phản động đó, mà để chống phá coi như là đất nước, thí dụ như họ muốn góp ý, họ muốn xây dựng thì không nói, cái này là họ muốn triệt tiêu họ coi như là du khống, họ nhục mạ rồi họ chống phá đó, thì những người mà đang sống ở tại Việt Nam mà làm những cái việc đó thì mình gọi là phản quốc. Không thể nào mà chấp nhận được quý vị. Cho nên đó, là những thành phần này đó, họ bắt đầu họ bị lôi kéo, họ bị dụ dỗ đó, khó lắm. Rồi bị mua chuộc bằng tiền, hoặc là bị dụ dỗ, bị lôi kéo gì đó. Và cuối cùng thì sao quý vị? Cuối cùng là cũng bị bắt hết.
bị bắt vô trong trại giam, ở trong đó mới thấm được cái nỗi đau và chính bản thân mình phải chịu, quý vị. Đó. Tại vì bây giờ mình bị lôi kéo, bị dụ dỗ như vậy, rồi cuối cùng là mình bị bắt ở tù thì sao? Rồi bản thân của mình chịu, cái ai mà chịu? Đúng không ạ? Rồi mình để lại cha mẹ già không ai nuôi, rồi vợ con, rồi chồng con gì đó, đó không ai nuôi, ở tù. Cho nên là những người trong này họ là nghĩ bà Hằng là cũng y chang như cái tình trạng của họ, cho nên họ mới cố gắng họ dụ dỗ, họ lôi kéo. Nhưng bà Hằng thì không. Bà Hằng đã nói rằng là tôi đang ở Việt Nam thì tôi yêu quê hương đất nước của tôi. Tôi không bao giờ phản bội lại quê hương đất nước của tôi. Đó. Nhưng mà bà Hằng ngược lại, bà Hằng cũng khá là thương xót vì những người này. Bởi vì họ không phải là người cầm đầu. Họ chỉ là những người, những con tốt thí thôi, những người đã bị dụ dỗ thôi quý vị. Cho nên bà Hằng rất là thương những cái nhân vật này. Đó. Thì bây giờ giả sử như bà Hằng mà kêu công an để bắt cái bà này đó thì sao? Thì bà vô tù coi như là cuối cùng là sao quý vị? Cho nên bà Hằng bà muốn nói là bà nói rằng là có cơ hội thì bà sẽ nói chuyện là cái bà này trở lại. Để mà chi? Để mà cho bà quay về cái đẻo cô đường chánh đạo. Không có nghe theo những lời dụ dỗ nữa. Bởi vì bà đang sống tại Việt Nam mà. Bà đang sống tại Việt Nam mà bà hó hé một cái thôi là bắt bà liền ngay lập tức. Đó. Cái sự kiện này nó xảy ra trước khi mà bà Hằng nói là cái vấn đề về vườn quốc gì đó, cái vấn đề xung tội gì đó, quốc không trừ phát nào đó. Thì cái clip đó, cái người đàn bà đã đến về Đại Nam á, là nó trước khi xảy ra cái câu chuyện mà quốc không trừ phát nào. Đó. Nhưng mà cuối cùng á, là vì cái lý do đó cho nên là bà Hằng bị coi như là những cái người mà cộng đồng mạng đó, họ, những cái thế lực đó quý vị, họ vào để họ chống phá, họ chỉ trích, thậm tệ. Vì vậy cho nên cái ngày 20 tháng 10 là bà Hằng mới quyết định là nói ra tất cả những sự thật đó để cho mọi người cùng biết. Và chắc chắn một điều rằng là bên cơ quan cảnh sát điều tra họ sẽ vào để họ điều tra ngay. Không thể nào mà đừng nói bà Hằng là nói xạo được quý vị. À, bởi vì người ta điều tra là ra ngay. Mà nếu bà Hằng nói xạo là chết liền. Cho nên không thể nào mà chúng ta đưa ra những cái luận điệu, những thuyết âm mưu cho rằng bà Hằng là đưa một cái người nào đó tới rồi bày đặt nói như vậy để mà hạ uy tín của Sư Minh Tuệ. Thật sự mà nói là Sư Minh Tuệ bây giờ người ta tu hành mà đàng hoàng đó, thì không có ai có thể hạ uy tín được các vị. Đúng không ạ? Đó. Những người họ đang ủng hộ Sư Minh Tuệ đó, họ biết rằng là Sư Minh Tuệ đang là một cái người phải nói rằng là buông bỏ tất cả mọi thứ, không có gây phiền hà đến ai và cũng không có đáp trả ai cả. Nói chung là tu theo hành đầu đà là gọi là buông bỏ rồi. Và cũng không có đụng chạm gì đến ai cả. Thì mắc mới gì là đụng chạm tới mình. Những thành phần đó họ vô họ xuyên tạc làm gì. Họ nói rằng là nhà nước đang là bắt bớ rồi giam cầm rồi. Rồi nói chung là không cho Sư Minh Tuệ là đi khất thực. Cho nên họ mới mong muốn rằng là nhà nước là phải thả Sư Minh Tuệ ra. Để cho ngài được đi khất thực cứ như là giống như trước đây. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng không? Nếu như mà những năm trước đó mà nếu mà Sư Minh Tuệ đi bộ đi hành khất gì đó là coi như đi du hành đó, đó thì coi như là khắp đất nước mà không có ai đi theo á thì cái chuyện đó nó quá bình thường. Cái chuyện đó là không ai cấm cả quý vị. Thấy rõ ràng không? Nhiều năm trước đây sư đã đi và đâu ai cấm sư đâu, nhưng mà ngay thời điểm trong những đầu năm của 2024 quá nhiều người đi theo mà tràn ra quốc lộ 1 gây ra những ách tắc giao thông nguy hiểm, an toàn giao thông. Đặc biệt là những thế lực khác họ trà trộn vào trong đó để hoàn thành những cái âm mưu xấu. Những cái đạo này, đạo nọ, đạo nhân quả, đạo này, đạo nọ đưa vào những cái rất là in ra những cái tài liệu, những cái gì đó. Mà ở trong đó mình không biết là họ in cái gì trong đó. Có thể là những cái truyền đơn để mà chống phá, có như là đất nước, cũng chừng. Cho nên đó là cái lý do mà tại sao mà chính phủ họ mới ra lệnh là dừng ngay cái vấn đề đó và đưa Sư Minh Tuệ về một nơi an toàn. Tức là bây giờ người ta nói rằng là họ đang bảo vệ Sư Minh Tuệ chứ không phải là họ đang khống chế Sư Minh Tuệ. Như vậy mà những cái thế lực khác, những cái hội nhóm kín họ vào để họ làm gì? Để họ nói rằng là nhà nước đang là bắt bớ rồi giam cầm rồi khống chế sư, không cho sư là đi tu theo hành đạo đà. Cho nên những người mà họ có sự hiểu biết á,
thì họ thấy rõ ràng rằng là như vậy là một điều tốt. Hãy để yên cái sinh tệ và đừng có nhắc gì đến ông cả, để cho ông tu tu để cho nó trở thành mà coi như là chánh đẳng chánh giác rồi đó, đi đến một cái bến bờ rồi gọi là giải thoát quý vị, chứ đừng có mà lôi sư vào rồi bây giờ là có hai bên rồi, hai cái bên fan của hai bên, một bên thì fan của bà Hằng, bên fan Sư Minh Tuệ chửi qua chửi lại, chửi chứ ghé luôn, đưa ra những lời lẽ tục tiểu trong những cái hội nhóm mà mình vô mình đọc mà mình cảm thấy mình coi như chóng mặt luôn, không thể nào chấp nhận được là như là những cái người mà bảo vệ ủng hộ lẽ phải mà lại lên mạng là chửi nhau như vậy, đúng không? Không cần thiết, không cần thiết mà phải chửi nhau như vậy quý vị, khủng khiếp dễ sợ luôn. Cho nên bây giờ thì để cho Quốc Võ điện thoại chị Hồng Trinh thử coi chị có rảnh không, để coi cái quan điểm của chị về vấn đề này nó như thế nào nha. Đó, để Quốc Võ điện thoại chị Hồng Trinh. Chắc là chị Hồng Trinh đang bận rồi quý vị à, thì chắc là chút xíu nữa cũng phải gọi lại cho chị. Thì cái câu chuyện này là một câu chuyện phải nói rằng là đáng buồn thưa quý vị, bởi vì cứ như là mình thấy sao tự nhiên là toàn là người người tốt không à. Bên phía bà Hằng là cũng là rất là tốt, Sư Minh Tuệ cũng là tốt, bà Hằng thì giúp cho dân bằng cái hiện vật về cái tài chánh, về cái mà chúng ta nhìn thấy được. Còn Sư Minh Tuệ là giúp cho người dân bằng cái tâm linh, bằng cái tâm tinh thần, bằng cái tâm hồn, và bằng cái sự buông bỏ, tha thứ, giảm bớt đi tối đa luôn về vấn đề tham sân si. Đúng không ạ? Cả hai người đều là tốt hết á. Một bên là giúp đỡ bằng cái những gì chúng ta thấy được, còn một bên là giúp đỡ cho những gì mà chúng ta không thấy được. Hai cái nó là hai cái phạm trù khác nhau, nó không liên quan gì đến nhau cả, và chúng ta không đừng có đem mà so sánh giữa hai người. Có phải thấy rằng là hai người đều là hai người rất là tốt quý vị, chứ vậy chúng ta nên học hỏi theo những cái đó thôi. Có những cái họ bất đồng quan điểm với nhau đó là chuyện của họ, nhưng mà chúng ta ủng hộ họ đó thì chúng ta ủng hộ những điều họ làm tốt, chứ không phải tự nhiên cái là bây giờ chúng ta lại xóa sạch hết những cái điều tốt của họ mà lại lôi ra để chửi nhau, thì cái chuyện đó nó cần thiết hay không? Đó, chúng ta cần phải xem lại và chúng ta cảm tức là nghiệm lại những gì mà mình đã làm coi. Ví dụ như những người mà hay trên mạng những hội nhóm đó, mà đưa ra những cái thuyết âm mưu đó. Chị Hồng Trinh gọi lại nè, đâu có bỏ nghe nè. Dạ, hello chị. Hello, em gọi chị hả? Dạ, em gọi chị tại em đang nói chuyện với khán giả đó. Sẵn hai chị em mình nói chuyện chút xíu. Dạ. Dạ, Hồng Trinh xin thân ái kính chào quý vị. Dạ. Hôm nay thì em nói về cái câu chuyện mà mình nói về cái... Tại vì có những cái hội nhóm kín họ đưa lên, họ cho rằng là bà Hằng là bị mời lên công an uống trà này nọ. Với lại là nói rằng cái người đàn bà mà cho rằng là người của Việt Tân đó. Thì... cái vấn đề ở chỗ là họ cho rằng là bà Hằng là viết ra một cái kịch bản và mời cái người đàn bà này là người của bà Hằng, rồi coi như là tới để coi như là nhằm là hạ cái uy tín của Sư Minh Tuệ. Thì em biết tính của chị Hồng Trinh đó, chị rất là kỹ, và khi chị nói cái gì đó chị sẽ phải tua đi tua lại và chị coi rất là kỹ. Em làm việc với chị bao nhiêu lâu rồi chị coi rất là kỹ luôn. Thì cái người là phụ nữ đó theo như chị Hồng Trinh tin và khẳng định chắc chắn là cái cô đó cổ là một cái người rất là ái mộ Sư Minh Tuệ đó. Thì là cổ thấy đám đông của cô Nguyễn Phương Hằng, cổ nghĩ cô Nguyễn Phương Hằng là cái người giống như là có một cái đám đông người người ta hâm mộ đó,
với lại cái tiếng nói của cổ cũng được nhiều người ủng hộ đó. Thì cái cô này cổ đang đau lòng gì, tại vì ở cái thời điểm đó đó là người ta tới, thì cô Phương Hằng cổ ngồi đó, ở ngay cái thời điểm đó thì tất cả mọi người đều đang rất là lo và hoang mang, không biết là sư Minh Tuệ đi đâu. Nhưng mà tại vì chị theo dõi cái chuyện từ gia đình sư Minh Tuệ, thì là sư Minh Tuệ được anh Út Thình đó với lại một vài người nữa chở sư đi Nha Trang theo cái ý định của sư. Thì là sư ngồi ở đó, người ta tới nhiều quá, em cứ nhớ là sư cứ phải đi vô những cái khu mà gọi là quan vắng để mà sư lẩn ẩn ở trong đó, mà họ cũng cứ đi tìm. Như vậy thì sư yêu cầu gia đình là anh Út Thình là em của sư đó chở sư đi tới Nha Trang đó, là Nha Trang là cái nơi mà mỗi lần sư đi kiết hạ đó là sư ở đó đó. Thì khi sư đi ở đó thì khoan là... để em cho chị biết cái nội dung em còn nói cái chuyện ngày hôm nay là gì mà nó bị lạc đề. Em cần hỏi chị đó là như vậy, như thế này, tức là những cái người khán giả họ cho rằng bà Hằng là đưa người của bà vô để nhằm cái ý đồ là như là nói xấu sư Minh Tuệ, và coi như là nhưng mà theo của chị á, thôi phải từ từ để chị nghe hết cái câu hỏi của em đã, cái chừng bởi lạc đời, tức là coi như á, là theo chị á, là bà Hằng bà có gì làm nó cái kịch bản này không, tức là cái bà này bà có phải là người Việt Tân hay không, và cứ như coi như là tức là cộng đồng mạng họ cho rằng bà Hằng là cái người, cái bà này không phải là người của Việt Tân, bà Hằng là cái như là nó nói xạo đó. Bà Hằng không có nói xạo, nhưng mà nó lại như vậy nè, chị không binh cô Hằng đâu nha, nhưng mà nó lại như vậy nè, nếu như em coi kỹ cái màn đó thì cái cô này cổ vừa mới vô cái là cổ gục xuống, cổ khóc liền, khóc như là một cái người đi cầu khẩn một cái chuyện gì rất là khẩn thiết đó. Thì cái cô Hằng này cổ không biết là khóc sao, thì cái anh bảo vệ anh rút cái khăn anh đưa cho cái cô đó. Thì sau khi mà cô Hằng cổ thấy khóc như vậy, gục xuống khóc, thì cổ dỗ là nín đi, rồi cái cô đó cổ mới che miệng lại, cổ nói gì với cô Hằng á, thì lập tức cô Hằng đánh cái mặt lại là lắc đầu, nói là tôi không mấy cái chuyện đó tôi không làm, tôi lại không có đâu bằng quê hương hết, nó không có đâu bằng đó. Như vậy thì là cổ phản ứng ngay cái lúc đó, rồi cổ kéo hai cái tay cổ lại, cái hành động kéo hai cái tay như vậy đó là của người Mỹ, của Tây Phương hay của người nào vẫn là ngưng, không có cái chuyện đó xảy ra đó. Khi họ kéo hai cái tay vô với nhau là ngưng nha, không có nói cái chuyện đó nữa đó. Thì cái cô đó của che, vì cái lý do của che miệng lại, cổ nói thì người không có nghe cổ nói cái gì cả, nhưng mà cái phản ứng của cô Hằng lập tức là lắc đầu, xong rồi là không nha, ở không có ở đâu bằng quê hương tôi không có làm cái chuyện gì tổn hại tới quê hương. Thì cổ nói cái câu đó xong rồi đó, cái chuyện đó thì là người ta lôi cái người đàn bà đó đi ra đó. Thì cái phản ứng của cô Hằng đó, thì cái cô đó che miệng, thì theo như chị thấy thì là cổ đang rất là thương sư Minh Tuệ, như là rất là nhiều người ái mộ sư Minh Tuệ và lo lắng không biết có phải sư Minh Tuệ bị bắt đi đâu hay không. Nhưng những cái người dân làng mà họ thấy sư Minh Tuệ hiện giờ mỗi ngày đều đi khất thực, họ khẳng định là sư Minh Tuệ an lành và đi khất thực, có người bảo vệ sư Minh Tuệ. Nếu như không bảo vệ sư Minh Tuệ thì sư đi tới rừng người ta cũng kéo vô rừng, sư đi tới đâu người ta cũng kéo đi theo đó. Thì là cái sự việc ngay bây giờ nè, là họ kéo xuống cốc cho tới ông cụ cha của sư Minh Tuệ đó, vẫn nói là bây giờ không muốn YouTube vô nữa, nếu mà họ cứ tiếp tục vô là ông cụ sẽ nhờ công an giải quyết là không cho YouTube, không cho người ta kéo vô nữa đó. Tại vì họ ái mộ sư Minh Tuệ bất kể là họ như thế nào. Còn cái sự việc mà cô Nguyễn Phương Hằng cổ nói lên là cái vấn đề cái cô đó nói là cổ là người của Việt Tân thì cái chuyện đó mình không kiểm chứng được, nhưng mà cái rõ ràng là cái sự việc cổ yêu cầu là đi làm cái việc gì đó
đi làm cái việc gì để giải cứu sư Minh Tuệ đi đó là chị Hồng Trinh tin là nó có thật. Tại vì có rất nhiều người trong nhóm kính, chị ở trong nhóm kính nhiều lắm, từ hồi nhất là từ hồi cô Nguyễn Phương Hằng bị bắt đó, thì họ cứ cộng chị Hồng Trinh vô cái Zalo nè, rồi vô những cái Facebook nè, vô trong đó thì chị có vài người mà chị cũng nể, thành ra là chị ở yên ở trong đó. Nhưng mà có người thì ngay bây giờ nè, họ vẫn là rất là lo cho cô Nguyễn Phương Hằng vì cái vấn đề cổ đưa ra như vậy, thì cô Nguyễn Phương Hằng cổ cứ ưa thẳng có cái gì là cổ nói ra luôn. Như vậy thì họ đang rất là lo cho cô Nguyễn Phương Hằng, là tự nhiên cô đem cái sự việc đó ra, họ vẫn tin là cô Nguyễn Phương Hằng có cổ mới nói. Nhưng ở cái giai đoạn đó thì là bàn qua bàn lại, bàn qua bàn lại, cô Hằng cổ mới ở trọng ra, thì cổ không có kể cả nhân vật Sư Thích Minh Tuệ, cổ chưa có nắm được luôn đó. Nhưng mà sau khi mà cổ nói lên rằng là tôi sẽ có, nó có cái sự việc nói về Sư Thích Minh Tuệ có 50 đúng là cái gì đúng cái gì sai đó, thì sau khi đó cổ nhận được cái sự phản ứng rõ ràng, thì chị tin rằng trước ngày 20 tháng 10 đó là cổ có một cái sự nghiên cứu để mình phải coi kỹ, mình mới ra, mình chưa có rõ ràng đó, thì là người rõ ràng là cổ cũng phải có người nói cho cổ biết là nhân vật Sư Thích Minh Tuệ này là ai, là như thế này như thế kia, thì cổ thấy rõ ràng là một cái người này là người đi tu, mình lại không phải ở trong giới đi tu, mình là thương gia, còn cổ mình là người làm kinh doanh, còn Sư Thích Minh Tuệ này là người đi tu, thì cổ lên tiếng một câu là tôi không có cái lý do thầy Minh Tuệ là người của thế giới khác, tôi là nước sông không thạm nước giếng. Cổ nói như vậy trước cái ngày 20 tháng 10 thì chị yên tâm rồi, là cổ không phải là tự nhiên mới ra không biết cái gì rồi nghe người ta nói gì rồi cổ lên cổ nói không đúng. Thì là chị nói thật với em, từ cái hôm chị không nhìn thấy Sư Thích Minh Tuệ tới bây giờ thì là chị thấy cái người mà rõ ràng là biết về Sư Thích Minh Tuệ rất là nhiều, và cũng cảm thấy là sao không mắc nói gì mà sao cô Nguyễn Phương Hằng tự nhiên ở giai đoạn này lại nói tới Sư Thích Minh Tuệ vậy, là em tướng container đó. Bao nhiêu những cái người ta cứ nói là cô Nguyễn Phương Hằng là cũng như là bây giờ sợ mà mất người hâm mộ đó, rồi bắt đầu lôi Sư Minh Tuệ ra để kéo lại những cái người hâm mộ mình đó. Sự thật ra là không phải như vậy. Sự thật ra cô Nguyễn Phương Hằng cô có cái tính là cô cứ nghĩ là cô nói ra thôi, bởi như vậy thành ra mình biết cái tính của cô vậy, bởi vậy cô vấp ngã rất là nhiều. Nhưng mà đồng thời khi mình biết cổ lâu thì mình biết là cô này cô không bao giờ mà cô nghĩ cái ý nghĩ gì mà ác cho ai cái gì đâu. Chỉ có nhiều khi cái lời nói nè, cũng như chị nè, nói chuyện mà ai mà không hiểu chị á, nói sao chị Hồng Trinh chỉ giữ cái tiếng, chị la giữ sợ, nhưng mà chị nói, chị đang nói chuyện với em rất là bình thường luôn đó. Khi nào chị nóng ruột lên thì cái tiếng của chị nó lớn hơn thôi. Nghe chị khẳng định một thì câu, đúng rồi. Nếu như người ta đừng có, cũng như là người ta đừng có lo quá nhiều cho Sư Thích Minh Tuệ. Họ phải hiểu rằng là Sư Thích Minh Tuệ đang là một nhân vật mà quốc gia đó đang rất là bảo vệ sư, là tại vì sư là một nhân vật gọi là nói lên cái nghị lực phi thường của những người mà quyết tâm tu hành đó. Đó, thành ra là sư đang được, kể cả gia đình của sư cũng nói là sư đang được an toàn lắm mà người ta vẫn không tin, hiểu không? Đúng rồi. Người ta giấu tin, nhưng mà những người mà người ta sống ở trong cái vùng mà mỗi ngày sư đi khất thực, họ chứng minh là ngày nào sư cũng đi qua cửa nhà họ, họ vô cái nhóm kính đó, họ nói luôn mà, đó là em ở cái vùng đó, ngày nào sư cũng đi ngang đó. Thành ra là chị nói rằng nếu như cái sự việc này nè, mình nghĩ tốt cho cả đôi bên, là tại vì một người đạo, một người đời, và cả hai người đều là một cái nguồn cảm hứng cho người ta. Thí dụ như chị mà giàu đi, chị cũng ước chị giàu ha. Khi chị giàu thì là chị sẽ làm phước, cái đó là cái mộng ước của mình. Nhưng mà cái số của mình nó không có như vậy, thì mình thấy cô Nguyễn Phương Hằng cũng làm được cái việc đó,
thì mình nói ồ không, ít ra thế gian này có cô Nguyễn Phương Hằng nè, cổ làm được cái việc đó. Mình ái mình mến mộ cái sự việc mà hai ông bà làm. Sư Thích Minh Tuệ làm được cái sự việc là dù bạn không có gì, bạn vẫn sống hạnh phúc được đó. Có việc không có gì luôn, đôi dép tôi còn không có luôn, mà lúc nào tôi cũng cười, lúc nào tôi chúc bạn hạnh phúc. Cái đó là cho người ta một cái nghị lực sống. Bạn đừng có sợ nghèo, tôi đôi dép không có mà đi, mà tôi vẫn cảm thấy rất là hạnh phúc đó. Thành ra cả hai người chị đều rất là mến mộ, và chị cũng mong rằng là người ta đừng có lẫn lộn vô trong đó. Họ có quyền, tại vì cả hai người không kêu gọi ai, không kêu gọi ai mến mộ mình hết trơn á. Cô Nguyễn Phương Hằng, cô có bao giờ cô kêu bạn ơi bạn phải mến mộ tôi đi? Đâu có đâu, tự nhiên mình mến mộ cổ là quyền của mình. Sư Thích Minh Tuệ cũng không gọi ai mến mộ mình hết trơn á. Bởi vậy thành ra hồi đó tự nhiên cô đi xuống á, cái chỗ thiền an bên bờ vũ trụ, tự nhiên người ta kéo tới đó, người ta chờ cổ, chứ cô đâu có muốn ai tới đó hồi nào đâu. Thành cái này là cái sự tự nguyện của mình. Và khi mà cái sự việc nó xảy ra mà mình biết người ta không cố tình, thì là mình đừng có làm lớn chuyện. Và mình hoàn toàn có quyền là từ nay tôi không thích coi cô Nguyễn Phương Hằng nữa. Có quyền. Hay là người nào nghĩ là Sư Thích Minh Tuệ làm sao đó, mình có quyền chứ không ai ép buộc mình cái chuyện đó cả. Nhưng mà mình đừng có nói ác, hay là mình đừng có làm cho cái sự việc có thể hại tới cô Nguyễn Phương Hằng, hay là có thể hại tới Sư Thích Minh Tuệ. Cả hai người mình đều coi là cái sự việc này nè, chị tin chắc là cái người phụ nữ đó nóng ruột Sư Thích Minh Tuệ, không biết sư đi đâu rồi, có phải sư bị bắt hay không. Cái sự việc đó mình phải làm sao để mình coi có Sư Minh Tuệ đâu. Thì rõ ràng là cô Nguyễn Phương Hằng cô nói cô không, chữ không rõ ràng nha. Đúng rồi, đúng cô rồi. Lắc đầu là không, nói mấy lần rồi chứ. Sau đó cô nói là tôi không có làm những cái chuyện vậy, không có đâu bằng quê hương, không có đâu bằng nước, đất nước của mình. Tôi cứ ở đây đi, không có làm gì mà tổn hại hết đó. Thì khi cô đưa lên cái sự việc như vậy thì là dần dần đi, rồi nó sẽ chứng minh là Sư Thích Minh Tuệ đang được an toàn. Và cái chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng đó, cổ có kể ra là có người suối bảy cổ đi cứu Sư Minh Tuệ đó, nó cũng không hại tới Sư Minh Tuệ một chút nào cả, và nó cũng không hại cô Nguyễn Phương Hằng một chút nào cả. Thì tại sao mình cứ lấy cái chuyện đó ra để mình làm hại họ vậy? Rồi khán giả, một số người họ hỏi rằng là tại sao cái người phụ nữ đó tự xưng mình là Diệt Tân và đòi xuống đường để lật đổ chính quyền, mà bà Hằng không gọi cảnh sát, coi công an liền để bắt liền. Tại vì cái phản ứng của con người ta đó đôi khi nó không có nhanh nhạy như vậy đó. Đôi khi mình không biết phản ứng như thế nào. Em hiểu chị nói không? Nhiều khi em có thể là cái người khôn kinh khủng, nhưng có một cái lúc em khựng lại, em không biết là phải phản ứng như thế nào. Chị Hồng Trinh mặc nói gì chị phải binh cô Nguyễn Phương Hằng, chị là cái người công bằng nhất luôn đó, mà thẳng nhất luôn đó. Nhưng có khi nó bất chợt quá đi, mình không kịp phản ứng mà. Thành ra là mình cứ để cho cái sự việc bây giờ Sư Thích Minh Tuệ đâu có bị tổn hại gì đâu, cô Nguyễn Phương Hằng cũng không nên bị tổn hại gì cả đó. Thì cái sự việc đó mình để cho nó qua đi, mình đừng có làm cho một trong hai người bị tổn hại gì cả, là tại vì vốn là mình chẳng là ai của họ, và họ cũng không cần mình phải kêu gọi mình là phải mến mộ họ hay là như thế nào, mình hoàn toàn là có quyền. Nhưng mình đừng có lên tiếng nói những cái gì để mà gây tổn hại đến họ, thì cái sự việc đó nó không có tốt. Mình là người, mình có cái tâm, mình không có nên làm lớn chuyện, hoặc là chuyện bé mình xé ra to. Đó. Bây giờ mình cho là cô Nguyễn Phương Hằng ban đầu cổ định ông Thích Minh Tuệ này chắc là ổng là cái nhân vật gì đó, rồi cổ nghiên cứu lại, tại vì cổ ở trong kia ra cổ không có rành, cổ nghiên cứu lại, ồ cái ông này giữa mình với ổng là hai cái người khác nhau đó, không có đụng chạm. Cái chuyện đó nếu mà nó xảy ra như vậy thì cũng là chuyện tốt mà. Yeah. Nó,
Thì bây giờ có rất là nhiều những kênh YouTube họ là vào, họ đưa cái người đàn bà đó ra và họ nói rằng là bà Hằng mới vừa bị công an mời lên làm việc rồi căng rồi chuẩn bị bị bắt rồi lên bộ công an vân vân vân, nói chung rất là nhiều những thứ âm mưu được họ đưa ra. Ôi nhiều lắm, nhưng mà chị Hồng Trinh nói như vậy nè, mình sống ở đâu cũng vậy, mình đừng có để quá nhiều thời gian vô. Quý vị, cuộc đời của mình nó có nhiều, rất là nhiều việc để mình tìm nguồn vui và mình tìm những cái việc làm để mình nghĩ tới sự đời đó. Hiện tại bây giờ những gì cô Nguyễn Phương Hằng nói không thể gây tổn hại, không làm cho mình hết, không làm cho mình không không làm cho mình hết quý mến sư tệ, mà cũng không nên làm cho mình nghĩ xấu cái gì cho cô Nguyễn Phương Hằng. Tại vì cổ mới ở trong nó về đó quý vị. Ông Trinh nói thật, bao nhiêu nhóm kính và rất nhiều người trong chúng ta trong 2 năm rưỡi gọi là biết bao nhiêu lần mà cứ hy vọng cho cô được giảm án, được thả chạy tù. Bây giờ nó được như vậy rồi thì là chúng ta nên vui và vẫn mừng là bây giờ rốt cuộc cổ được tự do đó. Rồi từ nay trở đi Hồng Trinh tin chắc là cô Nguyễn Phương Hằng cổ sẽ cẩn thận hơn về những cái việc gì mà trong 2 năm rưỡi cổ không có thời gian để cổ nghiên cứu đó, thì là cổ sẽ có thời gian và cổ sẽ cẩn thận hơn cho những cái sự việc gì mà nó xảy ra cho cổ bất ngờ, thì cổ sẽ dành nhiều thời gian hơn để cổ nghiên cứu trước khi cổ phát biểu đó quý vị. Dạ đúng rồi, thì em cũng nghĩ vậy. Dạ thì đó, mình ở bên Mỹ nhưng lúc nào cái lòng của mình cũng vậy, cũng nghĩ ra đến những cái chuyện tới sư Minh Tuệ ở bên Việt Nam, tới cô Nguyễn Phương Hằng ở bên Việt Nam. Thì mình mong là những quý vị nào đang được ở gần cô Nguyễn Phương Hằng hơn và đang ở gần sư Minh Tuệ hơn, thì mình nên là lấy cái đó làm niềm vui, là nếu mình muốn gặp cô Nguyễn Phương Hằng nó dễ hơn Hồng Trinh hay là Quốc Võ như vậy. Rồi sư Minh Tuệ cũng vậy quý vị, nếu mà muốn thì quý vị bỏ thời gian, quý vị cũng có cơ hội nhiều hơn là Hồng Trinh để nhìn thấy sư qua cái màn hình thôi, không biết bao giờ mình mới được gặp. Như vậy thì ngay bây giờ nè, sư an toàn rồi, gia đình sư xác nhận như vậy. Và chúng ta đều biết là những gì cô Nguyễn Phương Hằng nói thiệt luôn, cổ không làm gì được sư Minh Tuệ. Cổ rõ ràng là cổ nói sao đi nữa, bây giờ cái phản ứng nó đã trả lời cho cổ biết là những gì cô suy đoán hay những gì cô suy nghĩ đó là sai rồi. Thì là cổ biết cổ sai chứ quý vị. Như vậy thì là mình đừng có cứ tối ngày mình làm cho cái chuyện, rồi có người còn kêu là từ nay không gì tẩy chay cô Nguyễn Phương Hằng, không ủng hộ cổ nữa. Có nghĩa cô đâu có cần ai ủng hộ cổ đâu, cổ cũng vẫn sống tốt được như thường đó. Cổ vẫn sống tốt được là cô vẫn làm việc tốt, không sao đâu quý vị. Mình cứ để một vài bữa nữa, nếu như chúng ta không nói đến cái sự việc này nữa thì là nó sẽ qua đi. Khi nào cổ quay trở lại thì là có thể là cổ sẽ dùng thời gian để cổ minh chứng nhiều hơn về cái sự việc ở trong cái khúc phim mà cổ đưa ra. Là tại vì Hồng Trinh tin rằng là có nhiều người họ đưa cái điện thoại lên họ quay, nếu mà họ lục lại đó thì sẽ có nhiều người quay được cái cảnh đó đó quý vị. Đúng rồi, thì mình cứ đợi đi ha. Dạ đúng rồi, ok. Ừ. Dạ. Mình bình tĩnh và mình đợi và mình đừng có nên nghĩ cái gì nó tiêu cực quá hay là quá xấu cho người nào cả. Vì cả hai người đó, Hồng Trinh đều có một cái sự ngưỡng mộ nha, không phải thần tượng hay cái gì. Nhưng mà mình thương mến, mình thương mến và mình mong họ được an lành. Và mình cũng cầu mong cho cô Nguyễn Phương Hằng, cổ với ông Quỳnh Quý Dũng cứ tiếp tục làm ăn khấm khá gì đó để có tiền mở lại quỹ ăn ngủ và giúp những người nghèo, tại vì vốn là chúng ta không làm nổi. Chính xác. Dạ yeah. Yeah, ai cũng có được suy nghĩ giống như chị thì đất nước này nó thái bình quá. Em cứ nghĩ đi, cứ nghĩ, em cứ suy nghĩ giống như chị Hồng Trinh.
lúc nào mình cũng rất là tích cực, và chị không bao giờ chị ngồi để cái thời gian để chị nói xấu cái gì ai cả, ngoại trừ những cái người mà cố tình đặt điều nói xấu để hại một cái người nào đó, thì chị sẽ đưa lên quan điểm là mình không có nên, gọi là mình đừng có nên ngồi tuốt ở bên Mỹ này để mình cài cấm mình gì gì ăn thua, gì hơn thua lời ăn tiếng nói đó, rồi mình dài cho người ta những cái tội danh hay là những cái gì xấu xa. Tại vì người rốt cuộc cô Nguyễn Phương Hằng có chẳng sao đâu. Dạ, thì đúng rồi. Có chẳng sao đâu, ai muốn thương có thương, thương nữa thì thôi, chứ đâu có ai ép ai phải thương mình được. Dạ. Rồi, cảm ơn chị ha. Dạ. Ok, chị Hồng Trinh xin tay ngay, mến chào quý vị nha. Dạ. Xin chào bye chị. Bye. Dạ, bye bye chị. Đó, quý vị thấy rõ ràng là cái quan điểm dứt khoát, rõ ràng. Thì nếu mà chúng ta thương bà Hằng, thương Sư Minh Tuệ, thì chúng ta phải suy nghĩ đến một cái điều tích cực, là cả hai người này đều tốt cho xã hội cả, quý vị. Và chúng ta yêu mến họ đó, thì chúng ta yêu mến cái tốt của họ, phải không ạ? Và để cho câu chuyện nó sẽ qua đi một cách rất là nhẹ nhàng, chúng ta tiếp tục ủng hộ những cái điều tốt. Còn những cái điều mà đôi khi chưa tốt á, thì chúng ta không ủng hộ là cái chuyện đó bình thường. Tại vì mỗi người đều có một cái quan điểm riêng mà. Mà đặc biệt là mình đừng có lên trên mạng mình chửi bới, mình nhục mạ, mình xúc phạm người ta để mang tính khẩu nghiệp. Nó sẽ không hay cho bản thân của mình. Đó, cũng mong là như vậy quý vị ha. Thì hôm nay cũng là một ngày cũng khá là vui, cho nên Quốc Võ có một đợt khuyến mãi tuyệt vời trong ngày hôm nay về những sản phẩm Đông trùng hạ thảo Fukudan và trà Asetoba. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi coi là khuyến mãi tuyệt vời ngày hôm nay là như thế nào nhé. Xin chào tất cả quý vị, hôm nay Quốc Võ rất là vui khi mà giới thiệu cho quý vị một số những sản phẩm tuyệt vời được sản xuất từ coi như là 100% tại Mỹ thưa quý vị. Đó là Đông trùng hạ thảo và Fukudan. Đó, quá tuyệt vời luôn. Đông trùng hạ thảo Fukudan là những loại dược phẩm mà coi như gọi là thần dược thưa quý vị. Rất là tuyệt vời, chúng ta uống vào để làm gì? Ngăn ngừa ung thư, ha, ngăn ngừa coi như các rối loạn về tiêu hóa, tốt về vấn đề về giúp cho coi như là khi mà chúng ta mà bị ung thư đó, tùy vào giai đoạn ha, thì những sản phẩm này sẽ giúp cho chúng ta làm gì quý vị? Tức là làm cho hạn chế tối đa cái sự phát triển tế bào ung thư. À, nó rất là hay luôn, cho nên là những người nào mà bị ung thư họ thích uống Fukudan. Và Fukudan và Đông trùng hạ thảo là những cái sản phẩm dược thảo mà coi như là giúp cho vấn đề về ngăn ngừa ung thư rất tuyệt vời. Đồng thời cái Đông trùng hạ thảo này nè, nó có một cái tác dụng là giúp chúng ta ngủ ngon, tránh tiểu đêm, tiểu nhắt. Đó là nó làm cho chúng ta là sức khỏe nó tăng cường, ngủ rất là ngon ha. Và bổ thận, bổ gan, bổ phổi. Đó, giảm cholesterol rất là tuyệt vời luôn. Thì cái Fukudan này á, ngoài cái việc mà coi như là làm cho mà hạn chế phát triển tế bào ung thư đó, hoặc là hạn chế hoặc là gì, coi như là ngăn ngừa ung thư đó, thì còn có chúng ta là trẻ hóa làn da, bởi vì có chất là coi như là collagen thưa quý vị, trẻ hóa làn da rồi làm cho chúng ta coi như là tuyệt vời, nó làm cho chúng ta là coi như là ngủ ngon rồi sáng da, trắng da, dài tóc vân vân, thoải mái trong tâm hồn chúng ta, tuyệt vời. Bởi vậy cho nên á, là những sản phẩm này được sản xuất 100% từ Mỹ thưa quý vị. Quốc Võ rất là vui khi mà được coi như là làm tổng đại lý của những sản phẩm tuyệt vời này. Cho nên á, là cái điều đó muốn chia sẻ cho mọi người, bởi vì mình đã dùng qua rồi, sản phẩm nó quá tốt, mình mới truyền tải cái năng lượng về cho mọi người. Hiện tại bây giờ đó có một đợt sale tuyệt vời. Một hộp như vậy thưa quý vị, một hộp bây giờ như vậy là chỉ có $200 thôi ha. Ngày xưa nó mắc tiền lắm, bây giờ chỉ có $200 một hộp thôi quý vị. Đông trùng cũng $200 một hộp. Đông trùng này 90 viên, ha không ạ? 90 viên, một ngày uống 2 viên, $200. Fukudan này 180 viên, một ngày chúng ta uống 2 viên thôi, cũng $200 thưa quý vị. Và bây giờ đó thì mà không có được khuyến mãi, nếu chúng ta mua cái như là một cặp này nè quý vị nè. Mua hai hộp này nè. Cái hộp này đó là dành cho nam giới ha, uống vào để cho bổ thận, bổ gan, bổ phổi, bổ khí huyết, ngăn ngừa ung thư. Cái hộp này để cho nữ giới,
ha, nữ giới nam giới uống được hết, nhưng mà nữ nhiều uống nhiều hơn, nữ uống là ngăn ngừa ung thư ha, rồi sáng da dài tóc ha, coi như là sức khỏe ha, mạnh mẽ mạnh khỏe tươi tươi trẻ đó. Mua một cặp này được quý vị nè, thì chúng ta được tặng cho một cái hộp trà Asitaba đó. Hộp trà này là giúp cho chúng ta là làm gì, để giúp cho chúng ta là coi như là ngủ ngon, tránh tiểu đêm, giảm mỡ trong máu, tránh đau khớp. Đúng quý vị, một hộp này là 60 gói, uống một ngày 2 gói, một tháng là hết. Giá trị hộp trà này là 65 đô la nha quý vị nha. 65 đô la cho một hộp này quý vị nha. Đó. Nếu như quý vị nào mà mua 4 hộp được tặng một hộp. Đó. Tuy nhiên á là nếu như quý vị nào á mà mua một cặp này, thưa quý vị là một hộp đông trùng và một hộp Fukudan đi chung với nhau 400 đô thì sẽ được tặng một hộp trà này và được tặng cho một cái chai dầu. Chai dầu này giá trị là 15 đô la để thoa số mũi nhức đầu hoặc là bị kiến cắn, mũi cắn gì đó thì chúng ta thoa rất là tốt ha. Cái mùi là cái mực quế rất là thơm, 15 đô la. Như vậy phần thưởng là gì? Cái phần quà tặng á, là một cái hộp trà sắp 5 đô và một chai dầu 15 đô, đó là 80 đô la ha. Rồi chỉ có là hai hộp này chỉ có bao nhiêu quý vị? 400 đô la thôi, free ship cho quý vị luôn nha, free ship tại Việt Nam luôn, Việt Nam và Mỹ free ship cho quý vị nha. Đó, 400 đô la thôi mà còn được tặng một cái hộp trà này và một chai dầu này. Còn nếu quý vị nào mà order trà không á là 65 đồng một hộp, mua 4 hộp được tặng một hộp là 260, là ship là 10, là 28 đô cho Mỹ nha. Ở Mỹ mua là ship là 28 đô, còn ở Việt Nam là ship là 32 đô nha quý vị nha. Còn nếu như quý vị mua hai hộp này thì được tặng một hộp trà và một chai dầu và được free ship. Đó, rõ ràng không? Tuyệt vời không? Đó. Còn nếu như quý vị muốn mua hai hộp đông trùng cũng được luôn, hoặc là hai hộp này cũng được luôn, miễn sao là hai hộp là được tặng thôi quý vị nè, tại bằng giá nhau mà. Đó, mua một cặp này hoặc là mua hai hộp này hoặc là hai hộp này cũng được luôn, cũng được tặng một hộp trà và một chai dầu này. Nhanh nhanh số điện thoại của Võ là 714-247-9474 nha, 714-247-9474. Còn Zalo đó là cộng 1-714-247-9474. Quý vị ở Việt Nam thì gọi Zalo là cộng 1-714-247-9474 nha quý vị nha. Đó, mong nhanh nhanh, coi như là sản phẩm có hạn, có cái như là sản phẩm này nó rất là quý và rất là hiếm quý vị đó, cho nên là mình sẽ nhanh nhanh vào order đó. Cái đợt khuyến mãi này rất tuyệt vời, nhân cái dịp bà Hằng về là mình rất là vui, cho nên mình khuyến mãi tuyệt vời luôn cho quý vị à. Chốt đơn nha, nhớ là 714-247-9474. Rồi, xin chào thưa quý vị nha.